Uống gì để có thể giảm tình trạng rối loạn nội tiết tố hay là giảm cái tình trạng của cái thời kỳ tiền mãn kinh? Phương biết rằng có rất nhiều chị em chúng ta khi rối loạn nội tiết tố này hay là tiền mãn kinh gặp các vấn đề rất là khó chịu. Thứ nhất là chúng ta bị bốc hỏa này. Thứ hai này là chúng ta có thể tê bì tay chân này, khô âm đạo này, thậm chí tăng cân này, làn da chúng ta xấu đi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Và trong video hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến các chị em việc chúng ta nên uống sản phẩm gì, bổ sung các loại thực phẩm chức năng gì để chúng ta có thể biết và chúng ta bổ sung cho cơ thể của chúng ta. Cái phần đầu tiên chúng ta có thể nói với nhau là việc chúng ta bổ sung nội tiết tố này, nó sẽ có hai hướng. Hướng đầu tiên đó chính là bổ sung nội tiết tố từ động vật hay gọi là hormone ạ, liệu pháp hormone ạ. Thì cái này chắc chắn là chúng ta sẽ không tự ý dùng được rồi, nó khá là nguy hiểm, mặc dù nó đem lại hiệu quả cao và nhanh chóng, bởi vì nó sẽ cần phải tìm đến các bác sĩ để có thể sàng lọc và nguy cơ gây ra tình trạng ung thư nó rất là cao. Và cái chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, và nếu dùng đúng cái liều lượng thì nó không hề có tác dụng phụ quá nhiều với cơ thể của chúng ta. Đó chính là liệu pháp hormone từ thực vật, hay còn gọi cái tên là phytoestrogen. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái thành phần mà chúng ta có thể nghe rất là quen thuộc và chị em chúng ta có thể tìm thấy ở hiệu thuốc rất là dễ dàng. Đó chính là thành phần là sâm tố nữ và thành phần là mầm đậu nành. Cả hai cái thành phần là sâm tố nữ này và mầm đậu nành này thì chúng ta đều có một cái thành phần chung, đó chính là cái isoflavone. Và chính thành phần này nó sẽ tương tự giống như cái thành phần estrogen ở bên trong cơ thể của người phụ nữ và chúng ta đang bị thiếu hụt, đúng không? Thông thường là chúng ta mà rối loạn nội tiết tố hay là tiền mãn kinh thì là do cái estrogen chúng ta bị suy giảm một cách đột ngột. Vậy chúng ta bổ sung vào nó sẽ bù đắp cái sự thiếu hụt này và từ đó nó sẽ giảm cái tình trạng các dấu hiệu khi chúng ta bị rối loạn nội tiết tố. Hoặc là ở người trẻ này, khi mà rối loạn kinh nguyệt chúng ta bổ sung vào có thể hỗ trợ điều hòa tình trạng kinh nguyệt này. Nhưng mà có những cái lưu ý là khi chúng ta bổ sung thì tránh là quá lạm dụng. Ví dụ như là cái lưu lượng chúng ta nên bổ sung là dưới 100 hay là dưới 120mg trên một ngày thôi, thì đây là cái liều lượng chúng ta có thể duy trì và không đem lại tác dụng phụ gì cho cái cơ thể của chúng ta. Có 3 cái lưu ý để chúng ta có thể uống đem lại hiệu quả cao. Thứ nhất này, khi chúng ta uống các cái thực phẩm này vào thì không phải là chúng ta không trải qua giai đoạn tiền mãn kinh nữa, mà chị em hiểu rằng là giai đoạn tiền mãn kinh là một cái vấn đề sinh lý của cơ thể và nó vẫn sẽ đến thôi, nhưng nó sẽ giảm các triệu chứng khó chịu và chúng ta có thể vượt qua thời gian này một cách nhẹ nhàng nhất của cơ thể chúng ta. Điều thứ hai, để đạt cái hiệu quả cao chúng ta sẽ uống theo đợt. Thông thường thì một đợt chị em chúng ta sẽ uống là bình thường một ngày sẽ là nhỏ hơn khoảng 100-120mg, nhưng sẽ uống theo đợt khoảng tầm 3 tháng thôi. Và chú ý rằng trong quá trình uống này hãy nhanh ngóng cơ thể của chúng ta để xem có cái sự thay đổi như thế nào không và chúng ta có cái sự điều chỉnh. Và những người phụ nữ mà trên 60 tuổi thì không cần phải uống cái này nữa, bởi vì thông thường là trên 60 tuổi chúng ta đã bước sang cái giai đoạn gọi là mãn kinh rồi, thì khi đó uống vào nó sẽ không có tác dụng gì. Trong cái thời đại giai đoạn này thì nên bổ sung các cái thực phẩm chức năng khác để hỗ trợ tăng cường sức khỏe thì tốt hơn. Và ngoài ra nếu chị em nào đó chúng ta có tiền sử các vấn đề ung thư hay là u hay là hạch, thực tế thì chúng ta uống cái liều lượng nhỏ như này thôi nó không có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em đâu, nhưng mà chúng ta nên đi kiểm tra và theo sự thăm khám của bác sĩ để chúng ta có thể là tránh tình trạng chúng ta lo lắng băn khoăn khi uống. Ngoài ra có thể một số trường hợp nhỏ chúng ta uống vào có thể gây ảnh hưởng đến cái tình trạng này. Đó, vì vậy chị em phụ nữ chúng ta là thứ nhất này, là nếu có vấn đề rối loạn thì có thể bổ sung các loại thực phẩm như là mầm đậu nành, sâm tố nữ. Thứ hai là có u này hay là có vấn đề là ung thư các thứ đó thì hãy tìm các bác sĩ để chúng ta có thể được xử lý. Và trong quá trình chăm sóc bản thân gặp bất kỳ điều gì khó khăn hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.